Rồi, ta sẽ tiếp tục đi nhé, thưa cả nhà. Phía bên ngoài kia các bạn nhìn, đây là đó, nhìn ra đại lộ Thống Nhất ấy. Kia thì có cái tòa nhà Lotte mới họ xây dựng này. Còn phía bên kia thì nhà thờ Đức Bà. Đây từng các cái đoàn du khách họ đang tới đây để họ chuẩn bị lên xe để ra về. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên lầu, rồi đi lên lầu rồi chuẩn bị đi xuống tầng hầm phòng chiếu phim. Phải nói là cái kiến trúc của cái dinh này rất là tuyệt vời. Đây là cái cây đàn, vĩ đàn này, không biết gọi đàn gì á, vĩ cầm để người ta ngồi người ta chơi đàn. Đây, cái ghế ngồi đây để uýnh đàn đó. Ở đây là cái bàn chọc đi ra đó, ngày xưa đã có rồi á, ngày xưa đã có cái chỗ để mà chọc đi ra rồi. Đây, chúng ta phải tạm dừng chút xíu. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem xét để đi lên lầu ạ. Đi lên lầu đây cả nhà. Phòng á. Chào bà. À. Đây là cái lầu trên sân thượng đấy cả nhà. Trên này thì họ cũng lát các cái đá để chống, các cái tấm bê tông để chống nóng. Cây kiểng hòn non bộ này. Lên đây thì chúng ta có thể ngắm được cái chiếc trực thăng và toàn cảnh khu vực này á. Trên này có một chiếc máy bay trực thăng. Đây, những cái du khách người nước ngoài họ tới đây họ chụp hình. Đây, chiếc trực thăng này cả nhà. Số hiệu ở đầu thì số 445, đuôi thì thấy là số 445, còn đầu là số 45 á. Ở đây chúng ta có thể nhìn ngắm toàn cảnh khu vực Sài Gòn. Trên này gió rất là mát á, sàn gỗ. Đây họ có bán một số các cái đồ lưu niệm nữa. Chuồng móc khóa, hàng vô rồi biến đổi trở lại. Ồ, 120.000 cho một chiếc này. Đĩa trưng bày. Khăn, quần áo. Không cho phép chúng ta chụp hình. Thôi chúng ta sẽ đi vào. Ồ, đây là dép cao su. Khảm khảm, vua dép lốp. Ta sỏ chân rồi nhé. Ôi trời. Các cái đôi dép cao su. Ồ, quý vị ơi, ở dưới này này, họ làm ở đây ấy, là có các cái tấm này này, chúng ta lật lên và có thể chui dưới được, tức là họ làm nó cách âm, cách nhiệt rất là tốt. Tức là chúng ta đi ở trên này thì dưới này là nó rỗng, ở dưới nó bị rỗng cả nhà. Và như vậy là
các bạn thấy rằng là cái họ làm như vậy thì nó vừa giúp cho cái việc thoát nước này, rồi nó cách âm, cách nhiệt và chống nóng. Tuấn Dương nghĩ là như thế. Thì như vậy là với cái nắng nóng ở Sài Gòn thì các cái kiến trúc sư ngày xưa họ cũng đã, phải nói rằng là họ cũng đã rất là tỉ mỉ. Đấy, cái du khách nước ngoài họ đang đi vô. Ồ, đây có một cô này rất là đẹp gái à. Trời ơi, người đâu mà đẹp thế. Rồi, và bây giờ cô sẽ đứng ở bên ban công, cô nhìn xuống dưới. Chà chà. Đây, cô đi cùng với cả một người bạn nữa. Đó, cô đứng để tạo dáng chụp hình nha. Rất tự nhiên. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi vòng vòng quanh cái khu vực này. Thực ra thì lát xíu chúng ta sẽ xuống dưới hầm bí mật. Bây giờ thì chúng ta đi một vòng quanh cái khu vực này để giúp quý vị và các bạn coi toàn cảnh nóc nhà của Sài Gòn này. Đây đấy, họ đều đặt những các cái tấm bê tông rất là dày lên trên để chống nắng, chống nóng. Ở đây các bác này, có những bác cái tới để các cái tham quan. Đây các cái kia, các cái tòa nhà kia là tòa Vitexco đó các bạn, tòa Vitexco đó. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống dưới. Đây có những em bé cũng đi chơi. Đây gọi là tứ phương vô sự lâu. Và đây gọi là lầu tĩnh tâm. Theo cái ý tưởng của ông Ngô Viết Phụ thì không gian này dành riêng cho nguyên thủ quốc gia, tìm đến cái sự an tâm tĩnh trí để suy nghĩ trước những cái quyết định quan trọng. Và ngày 11 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì tại phía trước cột cờ Trung úy Bùi Quang Thuận đã hạ lá cờ chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa, kéo lá cờ của chính phủ cách mạng Việt Nam lâm thời. Cái tấm hình này để cho quý vị và các bạn coi lại. Đây là Trung úy Bùi Quang Thuận bên phải, bìa cùng đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống nhé. Đây họ cũng có bán đây, chúng ta sẽ đi xuống dưới nhé cả nhà. Rồi, xuống dưới thôi cả nhà ơi. Giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới hầm. Đây là lên lầu rồi. Và bây giờ sẽ đi xuống dưới hầm bí mật nữa. À đây, cho cả nhà coi cái phòng máy chiếu phim này. Cái phòng máy chiếu phim thì đây cũng có đây khá là nhiều các cái máy móc cũ. Đây, chúng ta chỉ tới đây được thôi, còn không có thể vô sâu trong được. Các cái hệ thống làm mát này, rồi những cái máy móc thiết bị. Kia là cái điều khiển điện đó. Rồi, chúng ta đi xuống dưới nhé. Nói cái kiến trúc ở đây, chúng ta có đi, thể đi cả ngày không hết. Rồi, chúng ta sẽ đi xuống cái lối cầu thang đó.
tìm cầu thang đi xuống. Đấy, có một cái bạn người nước ngoài, bạn ấy đang đi đây chúng ta xuống cầu thang đi xuống dưới được cả nhà. Còn cái là hầm bí mật thì chúng ta chưa đi. Và hầm bí mật này thì nghe nói cũng sẽ rất là hấp dẫn nè. Rồi chúng ta sẽ đi xuống dưới hầm. Đây có cái thang máy này, nhưng mà chúng ta thì không có được đi bằng thang máy. Chúng ta đi cái thang bộ này. Rồi, cái gỗ này cũng rất là chắc chắn cả nhà. Đây cũng có cả hầm này thì dành cái lối này dành cho người đi xe lăn nữa. Rồi chúng ta sẽ đi xuống dưới hầm nhé. Từ trên lầu 3 đi xuống dưới. Lối ở đây đi cũng rất là dễ. Đây, hầm. Và lối đi xuống dưới hầm. Đang trên đường đi xuống hầm đây cả nhà ơi. À, đây là hầm rồi. Hầm có các cái hệ thống hút gió. Đây là bản đồ Sài Gòn, quân khu thủ đô, cái tỷ lệ 1/1500 ạ. Còn dưới đây, ngày xưa thì đây Sài Gòn này có quận, đây là Nhà Bè này, bên đây là Bình Chánh này. Sài Gòn thì nó nằm ở trong thế này, trên kia là Hóc Môn, Thủ Đức, Gò Vấp. Đó, Sài Gòn thì đây chợ lớn đấy cả nhà này. Đây Sài Gòn chợ lớn. Đó. Còn đây là Sài Gòn Gia Định này. Bình Hỏa Xa. Alo. Chị nhắn họ tên địa chỉ đi, lát xíu em trả lời nhá. Em đang đi ở ngoài đường bây giờ ổn lắm. Chị cứ nhắn vào máy đi, tí em về em trả lời nhá. Dạ. Đây bản đồ đây các bạn. Cái đây là lộ trình vận chuyển vũ khí của Việt Cộng. Đó, từ Thái Nguyên vào đến đây là gì đây? Đây, ngày xưa sông Bến Hải, Mỹ Tuyến 17. Đây, thì từ đây trở ra ngày trước là của miền Bắc Việt Nam. Đây là miền Nam Việt Nam ha. Đây có quân khu 4, bản đồ với miền Bắc thì đây là quân khu Việt Bắc, quân khu Tây Bắc, quân khu Hữu Ngạn, quân khu Tả Ngạn, quân khu 4. Rồi. Đây có bản đồ. Và đây thì đây là cái thông tin mật đó. Thông tin mật là sơ đồ giữa quân số đồng minh tại Việt Nam Cộng Hòa thì Hoa Kỳ là có là 541.000 binh lính, trong đó lục quân là 363.000, hải quân là 33.664. Cái này thì TQLS không biết là cái gì à. Không quân thì 60.000, duyên phòng là 443 người, Úc tham chiến là có hơn 7.000, Trung Quốc 31.000, Hàn Quốc là hơn 50.000, Tân Tây Lan, Phi, Tây Ban Nha, Thái Lan tổng cộng có 604.000. Quân số đồng minh tại Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái tuyến bản đồ đô thành
Sài Gòn này cả nhà. À, cha, chúng ta sẽ coi đây nhé. Chí Hòa này, Nhiêu Lộc này, cái đường Lê Văn Duyệt này, ngày xưa này các bạn này. Đường Lê Văn Duyệt, Lê Văn Duyệt. Rồi, nó cắt đến tận đây Phạm Hồng Thái và đây có cái đường Ngô Tùng Châu, à Võ Tánh. Võ Tánh là cái đường Nguyễn Trãi, đường Gia Long. Bây giờ đây là cái đường Gia Long đây này, là đường... Vậy là chúng ta phải có cái bản đồ này thì mới có thể thấy được. À, cái đại lộ Thành Thái, đại lộ Hồng Bàng, đại lộ Thành Thái, xong ra Nguyễn Cư Trinh. À, tức là đường Nguyễn Trãi ngày xưa là cái đại lộ Thành Thái đấy cả nhà. Còn đại lộ Nguyễn Hoàng này, Nguyễn Hoàng là đường Trần Phú đó. Trần Phú, ở Phạm Viết Chánh vẫn ở cũ nhá. Hồng Thập Tự là đường Nguyễn Thị Minh Khai này. À, Hồng Thập Tự là Nguyễn Thị Minh Khai. À, đường Trần Quý Cáp là đường Võ Văn Tần bây giờ đó. Còn đây là đường Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng là bây giờ là đường Phan Đình Phùng là đường Nguyễn Đình Chiểu. Ở đường Ngô Thời Nhiệm này. Đường Phan Thanh Giản thì bây giờ là cái đường Phan Thanh Giản ở đây là đường gì nhỉ? Phan Thanh Giản là đường Điện Biên Phủ. Phú Sương, đường Hiền Vương. Đường Hiền Vương là đường gì ta? Đường Hiền Vương là gì mà mình lại quên. Đường Yên Đổ. À, đường Hiền Vương. Hiền Vương bây giờ là Võ Thị Sáu. Còn đường Yên Đổ thì là đường Lý Chính Thắng à. Rồi đường Kỳ Đồng này. Đường Trương Minh Giảng. Trương Minh Giảng hình như bây giờ là Lê Văn Sĩ. Đại lộ Ngô Đình Khôi. Ồ, như vậy thì quận 1. Tòa Đô Chánh ở đây này. Tòa Hành Chánh này. Thủ Thiêm. Quận 4 Khánh Hội. Quận 4 này ngày xưa ít đường quá. Còn cái đường họ ít đặt tên. Đại lộ Trần Hưng Đạo. À, đại lộ Trần Hưng Đạo. À, cái đường Đồng Khánh các bạn ơi thì nó sẽ từ đâu đây ta? Đại lộ Đồng Khánh thì nó từ hình như là từ đường An Bình này về đến đây. Đại lộ Đồng Khánh tức là ngày xưa là qua cái khu Đồng Khánh đó. Ồ, như vậy chúng ta cũng biết được khá là nhiều đường ha. Đường Nguyễn Trãi. Thành Thái. À, Thành Thái là An Dương Vương. Thành Thái là An Dương Vương ngày xưa. Đại lộ Nguyễn Cư Trinh thì vẫn nguyên này. Ờ, đường Cống Quỳnh thì vẫn là Cống Quỳnh ngày xưa. Phạm Viết Chánh vẫn là tên cũ, Lương Hữu Khánh. Đường Bùi Thị Xuân vẫn là cũ. Đường Ngô Tùng Châu, Phạm Hồng Thái. Đại lộ Hàm Nghi vẫn là tên cũ. Đường Võ Duy Nguy. Võ Duy Nguy đây đâu ta? Tôn Thất Hiệp. Ờ, đường Thái Lập Thành, Nguyễn Siêu, Thi Sách. Trời ơi, đây là bản đồ năm nào đây ta? À, bản đồ này là... Ồ, cái bản đồ này nhiều cái xem dễ lắm em ơi. Còn xem dễ hơn các cái bản đồ mà kể cả chú Di Phạm gửi cho mình. Cái này nó vẽ rất là rõ mà những các cái tuyến đường ấy này, cũ xưa nên nếu mà tìm được cái bản đồ này thì rất là ngon. Quay lại. À, đây thì quý vị nào mà có cái bản đồ này có thể gửi cho Tuấn Dương. À, để Tuấn Dương. Đó, cái bản đồ này thì chúng ta coi những các cái tuyến đường này rất là rõ nhé. Ví dụ đây Cao Bá Quát này, đường Phi Sách, đường Đồn Đất này. Đường Lê Thánh Tôn thì vẫn là đường Lê Thánh Tôn cũ. Đại lộ Cường Để là cái đại đường đại lộ Tôn Đức Thắng bây giờ đó thưa cả nhà. Còn đây là Thảo Cầm Viên này. Thảo Cầm Viên thì ngày trước mặt nó là đường Nguyễn Bình Khiêm, nó vẫn là Nguyễn Bình Khiêm nhé. Sau đó cái đường Hồng Thập Tự là Nguyễn Thị Minh Khai. Đó, hết Nguyễn Thị Minh Khai thì bây giờ cái phía bên này họ gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Hùng Vương đó. Đấy, còn cái đã ra xa lộ Biên Hòa này thì chỗ này Tuấn Dương ít đi. À, Phan A đâu? Từ Phan Thanh Giản tức là Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ giờ thì ra đây là ra xa lộ Biên Hòa ngày xưa thì bây giờ cái khúc này họ gọi là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nhé cả nhà. Đó, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ở cái đại lộ Trần Quang Khải này thì à đây đường Lê Văn Duyệt nó còn lên đến tận đây nữa này. Có cái nhánh Lê Văn Duyệt ở đây nữa này. À, cách mạng tháng 8 cũ đó. Tại sao nó đi ghê á. Đường Hiền Vương. Đường Hiền Vương là cái đường từ đâu vậy ta? Em biết đường Hiền Vương này không nhỉ? Phan Thanh Giản là Điện Biên Phủ này. Tú Sương, à Hiền Vương Trương Định à, ừ, hình như là đường Trương Định. Đúng rồi, đường Trương Định.
Đó. Yên Đỗ là Lý Chính Thắng. Yên Đỗ là Lý Chính Thắng, đúng rồi. Lý Chính Thắng ở đây chắc là Trương Định thôi. Ừ, không, Lý Chính Thắng, Trương Định có đi cùng đấy không nhỉ? Xem nào, đâu, Yên Đỗ đó, Yên Đỗ là Lý Chính Thắng. Đường Trương Định thì sẽ bắt nguồn từ đây. À không, xem công viên Tao Đàn đâu. Đó.